Ok, hello, xin chào tất cả các anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em một cái video mới ha. Đây là cái bàn tay của mình nè anh em. Trước đây cái bàn tay của mình bị cái chứng gọi là cái chứng mà ra mồ hôi tay anh em, hay dân gian còn gọi là bệnh phong thấp anh em. Thì mình đã sống chung với cái chứng này đã hơn 20 năm rồi anh em. Khi mà mình bình thường nè, không có phải làm việc gì nhiều chứ, thì bàn tay nó cũng tự động nó đổ mồ hôi nữa anh em. Và sau khi mình tìm hiểu á, các phương pháp như là phẫu thuật nè, sử dụng thuốc này kia rồi đó, mình đều thấy các phương pháp đó đều không có hiệu quả anh em. Và một cái phương pháp mà mình đã tìm ra được, vô tình mình tìm ra được anh em, đó chính là cái phương pháp điều trị mình sắp giới thiệu với anh em đây nè, sẽ không tốn kém ha. Có à, xin lỗi, có tốn kém nhưng rất là ít tiền anh em, không phẫu thuật, không xâm lấn, không có gì hết. Và bảo đảm chữa với anh, bảo đảm với anh em là sau khi anh em áp dụng phương pháp này thì bàn tay anh em sẽ trở về khô ráo bình thường và tự tin với mọi người hết anh em. Rồi ok, sau đây sẽ là phần intro. Rồi ok anh em, cái phương pháp mà mình muốn giới thiệu với anh em đây đó chính là cái phương pháp điều trị cái chứng ra mồ hôi tai bằng phương pháp gọi là điện di ion với anh em, hay còn gọi là ionophoresis gì đó, nói chung là ionophoresis for gì đó, nói chung tiếng Anh mình không rành lắm. Nó cái phương pháp này á là sử dụng dòng điện á với cái hiệu điện thế cao khoảng trên 30V đó để điều trị cái chứng ra mồ hôi tai ha. Đó thì cái phương pháp này anh em có thể search trên Google á hoặc là trên YouTube, anh em sẽ thấy rất là nhiều cái video nói về cái phương pháp chữa trị này. Và điều trị này nó có hiệu quả lên tới 80 đến 90% hết anh em. Đảm bảo là sẽ làm cho cái bàn tay, cái bàn chân của anh em ha, nó khô ráo chỉ trong vòng có sau khoảng vài ngày điều áp dụng phương pháp này thôi ha. Thì phương pháp này á, để nói về phương pháp này thì anh em cần 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 phải biết một điều là chúng ta sẽ tìm cách nào đó để tạo ra được cái điện áp cao. Tạo ra được cái điện áp cao để mà khi mà chúng ta tiến hành mà chúng ta điều trị á, chúng ta sẽ ngâm cái bàn tay của mình nè, ngâm vào trong một cái khay nước á, cái khay nước, rồi sau đó chúng ta sẽ kẹp kẹp cái điện cực có điện áp cao đó vô ha, 30 đến 40 volt vô ha. Thì đầu thì anh em á, đầu tiên á, anh em cần phải có là hai cái khay ngâm ha, để mình lấy hai khay ngâm cho anh em ha. Rồi ok anh em, đây chính là cái khay để ngâm ha, để ngâm tay anh em, đó chính là hai cái đó là chính là cái khay bằng inox anh em. Bằng inox bình thường ra chợ mua chừng 20-30 ngàn gì đó nha anh em, để khay bằng inox. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành đổ nước vào trong cái khay này nè, đổ nước vào và đặt cái bàn tay vào. Sau đó chúng ta sẽ lấy cái điện cực, lấy một cái điện cực 30 đến 40 volt, chúng ta kẹp vào cái khay ngâm như vậy, cấp điện và hai cái khay ngâm, mỗi cái khay chúng ta sẽ kẹp một cái điện cực và mỗi một bên sẽ đặt một cái bàn tay vào ngâm ha, trong khoảng từ 10 cho đến 20 phút cho một lần ngâm hết anh em. Rồi ok, đây là cái phần cái khay ngâm. Cái phần cái khay ngâm này thì dễ rồi, không cần phải bàn. Cái thứ quan trọng mà mình muốn nói với anh em đó chính là cái mà cái thiết bị để tạo ra điện áp cao nè, 30 đến 40 volt nè anh em. Đây là sản phẩm hoàn chỉnh. Đây là sản phẩm hoàn chỉnh mình đã làm ha. Mình đã ngâm và rất là hiệu quả anh em. Đó, mình cho anh em coi sơ sơ trước nè. Đó, rồi sau đó mình sẽ hướng dẫn anh em làm cái bộ này hết anh em. Rồi ok anh em. Ok, rồi thì trước tiên mình sẽ nói sơ sơ về cái nguyên lý của cái bộ này hết anh em. Nguyên lý của cái bộ này đó là nó sẽ tạo ra cái điện áp có thể điều chỉnh được từ 12V cho tới là 40V hết anh em. Nó có thể được điều chỉnh từ 12V cho tới 40V. Thật ra là có rất là nhiều cách để tạo ra được cái điện áp từ 12V cho đến 40V. Anh em có thể sử dụng một cái biến áp giảm từ 220V xuống 40V, rồi hoặc rồi xuống từ từ xuống tới 12V. Ok, cái đó vẫn được nha anh em. Còn ở đây thì mình làm theo một cái cách, đó là mình sử dụng một cái mạch tăng áp ha. Sử dụng một cái mạch tăng áp. Tại sao mình lại sử dụng một cái mạch tăng áp? Đó là mình muốn xài với cái cục sạc dự phòng này nè anh em. Mình muốn xài cái cục sạc dự phòng này để mình đi đâu mình cũng có thể xài được hết thế anh em. Đó, thành ra là mình mới 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 coi như là mình mới quyết định là sử dụng mạch tăng áp nha. Và cái thứ nhất, cái thứ hai, một cái điều quan trọng đó là sử dụng mạch tăng áp chúng ta sẽ sử dụng điện thế thấp tăng lên điện thế cao, thì cái dòng điện mà khi tăng lên đó, nó sẽ nhỏ, nó sẽ an toàn hơn cho cái người sử dụng ha.
Khi mà anh em sử dụng một cái hạ áp từ 220V đó, anh em hạ xuống đó, thì cái đó là cái dòng điện rất là cao hết anh em. Dòng điện của điện 220V rất là cao, cho nên nó sẽ gây nguy hiểm. Nó sẽ gây nguy hiểm cho cái người sử dụng ha. Cho nên mình quyết định là mình sử dụng phương pháp là tăng áp ha. Tăng từ điện áp thấp lên thành điện áp cao thì nó sẽ an toàn hơn ha. Rồi tiếp theo là mình thêm các biến trở tinh chỉnh dòng điện nè. Đó, tinh chỉnh dòng điện theo ý. Và các công tắc đóng mở nguồn ha anh em. Đây là công tắc này để đảo chiều nè, tức nghĩa là chúng ta sẽ đảo cộng trừ đó anh em. Và đây là cái mặt đây là một cái rất là quan trọng, đó chính là cái bộ phận này là cái bộ phận tăng điện áp lên một cách từ từ ha anh em. Rồi, ok. Rồi ok, trong cái phương pháp điều trị ion forensics này nè. Đó, anh em có một cái điện áp cao. Ví dụ mình nói ví dụ là có điện áp cao là 40V đi. Nhưng mà anh em biết là khi mà chúng ta có một cái điện áp cao 40V mà chúng ta đặt cái bàn tay chúng ta vào giữa hai cái điện cực á, thì chúng ta sẽ bị giật rất là mạnh hết anh em. Cái đó là chính là cái phản ứng của cơ thể khi mà tiếp xúc với một cái dòng điện cao, tiếp xúc với một cái hiệu điện thế cao hết anh em. Đó, trên 24V là khi chúng ta chạm vào là chúng ta sẽ có cảm giác giật rất là mạnh nha anh em, giật rất là mạnh nha. Đó, cái đó là phản ứng bình thường của cơ thể thôi. Thì để chống lại cái hiện tượng phản ứng của cơ thể đó đó khi tiếp xúc với điện áp cao đó, thì chúng ta cần phải có một cái mạch tăng áp lên một cách từ từ hết anh em. Là cái mạch này có nhiệm vụ là nó sẽ tăng từ 2,5V tăng lên từ 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 cho đến cái mức điện áp mà mình đã quy định. Ví dụ như mình ban nãy mình có nói là 40V đó, thì cái mạch này nè, mạch này nó sẽ tăng từ 2,5V cho tới 40V trong khoảng hơn 1 phút nha anh em. Thì lúc đó cái cơ thể chúng ta nó sẽ cảm nhận cái điện áp một cách từ từ ha, thì nó sẽ không có gây cái cảm giác giật giật khi mà chúng ta chạm vào ha. Cơ thể chúng ta sẽ thích nghi được ha. Đó, cái mục đích của cái mạch này là như vậy nè. Cái mạch này quan trọng lắm nha anh em. Nếu mà không có mạch này thì chúng ta sẽ chắc chắn là anh em sẽ không bao giờ dám chạm vào hai cái điện cực đâu ha. Lúc mà chúng ta ngâm cái tay chúng ta vào trong hai cái khay đó, nó sẽ giật rất là mạnh, bởi vì có cái mạch này nè, nó sẽ làm cho chúng ta quên đi cảm giác đó ha. Rồi ok, đó là về phương pháp thì anh em có thể thêm thắt vào trong cái này nè, chẳng hạn như đồng hồ hiển thị điện áp, rồi núm tinh chỉnh, rồi gạt công tắc vân vân, rồi thêm một cái vụ mà công tắc đảo chiều nè. Thì trong cái phương pháp mà điện di ion forensics này nè, thì nó bắt buộc chúng ta phải đảo chiều anh em, có nghĩa là sau khi ngâm ví dụ 10 phút đi thì anh em phải đảo chiều lại và ngâm tiếp 10 phút nữa, chứ anh em không có ngâm một một chiều một ha, không ngâm một chiều ha, như vậy thì nó chỉ tác động lên được một cái bàn tay ha. Chúng ta ngâm hai bàn tay thì chúng ta buộc phải đảo chiều ha, thì như vậy thì hai cái bàn tay chúng ta nó mới có tác động đều ha. Đó, bởi vậy cần có cái công tắc để đảo chiều cái cực tính của cái nguồn điện đó anh em. Đó, ok, đó là về lý thuyết rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi vào từng cái linh kiện chi tiết ở trong ha anh em. Về linh kiện đầu tiên anh em cần có đó chính là mạch tăng áp. Đây chính là mạch tăng áp, mình sử dụng mạch tăng áp là XL6009E1 các anh em. XL6009E1, mạch này tăng điện áp từ từ 3V lên đến 48V ha anh em. Tăng được từ 3V lên 48V ha, với dòng là 5A. Tương đương với công suất khoảng 10W ha anh em. Anh em có thể sử dụng cái mạch tăng áp mà mini này cũng được đó nè anh em. Đây là mạch tăng áp MT3608, có thể tăng được lên tới 28V ha, từ 3V lên tới 28V. Mạch này thì cái dòng ra nó nhỏ hơn, nó khoảng được 2A thôi. Mạch này thì nó nói chung là nó thích hợp cho những anh em mới bắt đầu điều trị bằng phương pháp thì có thể sử dụng mạch này cũng được. Nhưng mà khi mà điều trị lâu dài thì cái mạch này có vẻ nó hơi yếu đuối ha. Nó hơi yếu đuối hơn cái mạch XL6009 này. Mạch này thì nó phê như cù lê hơn ha. Rồi tiếp theo là anh em cần có những cái công tắc. Đây là công tắc 6 chân gạt hai chiều có nấc giữa. Nó đó, công tắc 6 chân gạt hai chiều có nấc giữa. Thứ hai là cái con biến trở tinh chỉnh. Này mình chọn con biến trở 50 kg ha, 50K đó. Rồi tiếp theo là để làm cái mạch tăng điện áp một cách từ từ này nè, thì anh em cần có ICLM317, transistor BC557 ha, và tụ điện điện trở diode vân vân thêm thắt vào để cái mạch này nó hoạt động ha. Rồi ok, sau đây mình sẽ hướng dẫn anh em cách để lắp ráp cái mạch này ha, lắp ráp nguyên cái bộ này nè.